app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt. Hôm nay cô cùng các con tiếp tục đến với phần ôn tập và đánh giá. Bài 2. Trước hết, chúng mình hãy thực hiện mục 1. Chọn từ ngữ trong khung thay cho ô vuông. Cô mời các con hãy đọc các từ ngữ trong khung. Trường, cảm ơn, năm học, xin lỗi, trôi qua, năm ngoái, giúp đỡ, lắng nghe, trả lời, thân thiện. Và trong bài đọc có các ô đánh số từ 1 đến 7, còn thiếu một số từ ngữ. Bây giờ chúng mình hãy chọn những từ ngữ thích hợp để điền vào ô vuông. Hoàn thiện câu. Nào, chúng mình hãy nhẩm đọc và tìm từ ngữ thích hợp. Bây giờ chúng mình hãy tìm xem từ ngữ nào thích hợp để điền vào ô số 1. Ô số 1 chúng mình sẽ chọn từ năm học. Các con đọc tiếp và chúng mình chọn từ ngữ để thay cho ô số 2. Ô số 2 chúng mình chọn từ trôi qua. Các bạn hãy chọn từ ngữ để thay cho ô số 3. Ô số 3 chúng ta chọn từ năm ngoái. Ô số 4 chúng mình chọn từ giúp đỡ. Như vậy ta đã hoàn thiện được các từ ngữ ở đoạn 1. Tiếp tục sang đoạn 2. Các con hãy tìm nhé. Ô số 5 chúng mình chọn từ cảm ơn. Tìm tiếp cho từ ngữ cho ô số 6, đó chính là thân thiện. Và chúng mình tìm tiếp thay thế cho ô vuông số 7, đó là từ lắng nghe. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài đọc. Bây giờ cô mời các con hãy đọc bài đọc nhé. Cảm ơn. Một tuần nữa là năm học kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi nhớ lại những chuyện đã qua. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, tôi đã tiến bộ không ngừng nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Tôi muốn cảm ơn tất cả. Tôi muốn cảm ơn cô giáo. Nhờ sự tận tâm dạy dỗ của cô, tôi đã hiểu được nhiều điều thú vị. Tôi muốn cảm ơn các bạn. Các bạn đã cùng tôi học nhóm. Các bạn cũng giúp tôi học được cách cư xử thân thiện với mọi người. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn bố mẹ tôi. Bố mẹ đã dành cho tôi tình yêu thương và luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện ở trường của tôi. Năm học vừa qua quả là tuyệt vời đối với tôi. Theo Amizy. Các con hãy đọc lại bài đọc thử nào. Như vậy, chúng mình đã đọc được bài đọc. Chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Các con đọc câu hỏi A nào. Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai? Bạn nhỏ muốn cảm ơn cô giáo, bạn bè và bố mẹ. Câu hỏi B. Nhờ đâu mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng trong năm học qua? Các con đã tìm được câu trả lời chưa? Và đó là nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng. Vậy đó là những ai? Những người giúp đỡ bạn đó là thầy giáo, cô giáo, bạn bè và cả bố mẹ của bạn nữa. Chúng mình đến với câu hỏi C. Còn em, sau một năm học, em muốn cảm ơn những ai? Vì sao? Các con hãy chia sẻ những điều mình muốn nói nhé. Như vậy, trong một năm học, bạn nhỏ đã cảm ơn cô giáo, bạn bè và bố mẹ. Nhờ họ mà bạn đã tiến bộ không ngừng trong năm học qua. Bạn đã lớn lên, bạn học được nhiều điều tiến bộ, bạn đã học được nhiều điều thú vị từ nhiều người bạn thân thiết của mình, của cô giáo, của bố mẹ. Bạn đã nói lời cảm ơn. Chúng mình đến với phần 4, nghe viết. Các con hãy mở vở viết của mình ra. Chúng mình sẽ viết bài viết sau. Thời gian trôi thật nhanh, tôi nhớ lại những chuyện đã qua. Từ đầu năm đến nay, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, tôi tiến bộ không ngừng. Tôi muốn cảm ơn tất cả. Các con hãy lắng nghe cô đọc và chúng mình viết bài nhé. Thời gian. Thời gian trôi thật nhanh. Trôi thật nhanh. Chấm. Tôi nhớ lại. Tôi nhớ lại những chuyện đã qua. Những chuyện đã qua. Chấm. Từ đầu năm đến nay. Từ đầu năm đến nay. Phẩy. Nhờ sự giúp đỡ. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Của nhiều người. Phẩy. Tôi tiến bộ không ngừng. Tôi tiến bộ không ngừng. Chấm. Tôi muốn cảm ơn tất cả. Tôi muốn cảm ơn tất cả. Chấm. Các con đã viết xong bài viết rồi. Chúng mình hãy kiểm tra và soát lại bài viết nhé. Thời gian trôi thật nhanh. Chấm. Tôi nhớ lại những chuyện đã qua. Chấm. Từ đầu năm đến nay. Phẩy. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Phẩy. Tôi tiến bộ không ngừng. Chấm. Tôi muốn cảm ơn tất cả. Chấm. Các con đã viết xong bài viết rồi. Chúng mình hãy đến với mục 5. Đọc mở rộng. Trong phần này, các con hãy tìm đọc một tập truyện và nói với bạn về một câu chuyện trong tập truyện đó. Các con hãy nhờ bố mẹ mua cho mình những tập truyện hay, thú vị. Chúng mình cùng đọc và nói với bạn về những điều thú vị mình đọc được nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.